Các di tích xưa kỳ đá cũ ở An Khê là do các nhà khảo cổ học thuộc Viện Khảo cổ học Việt Nam phát hiện. Cái bằng này sẽ cho ta tất cả cái gì về lịch sử hình thành cái di tích này. Nó nằm ở trong các cái tầng văn hóa cùng với các cái mảnh tích. Điểm rất khác biệt đối với các di tích xưa kỳ đá khác trên thế giới. Đây là một trong công cụ đẹp nhất. Người tiền sử người ta lấy luôn những cái quậy tảng thạch anh, quậy tảng các di tích đó để làm công cụ lao động. Rìu tay là một trong những công cụ đặc trưng nhất của tất cả các cư dân sơ kỳ thời đá cũ trên thế giới. Người ta vẫn cho rằng phát triển về cái người hiện đại đầu tiên từ châu Âu xuống. Nhưng bây giờ với cái phát hiện ở An Khê thì cái sự nhìn nhận này phải thay đổi lại. Nó từ Đông Nam Á đi về. Ngày 11 tháng 4 năm 2016 tại Hà Nội, những thông báo kết quả phát hiện, nghiên cứu ban đầu về các di tích khảo cổ học sơ kỳ đồ đá cũ lần đầu tiên ở Việt Nam liên quan đến văn hóa của người đứng thẳng có niên đại từ 77 đến 80 vạn năm trước được công bố. Một nhận định về sự xuất hiện của loài người tại vùng An Khê, nơi thượng nguồn sông Ba, tỉnh Gia Lai được đặt ra. Sau phát hiện này, ngày 31 tháng 10 năm 2016, tại tỉnh Gia Lai, một hội thảo khoa học quốc tế về thời đại đồ đá cũ ở Việt Nam trong bối cảnh khu vực được Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội và tỉnh Gia Lai tổ chức. Tại hội thảo, những nhận định ban đầu của các nhà khoa học quốc tế được đưa ra. Kỹ nghệ ghè hai mặt và rìu tay của các di tích ở An Khê rất cổ xưa, đặc trưng cho sơ kỳ đá cũ của nhân loại. Những phát hiện di tích sơ kỳ đá cũ ở vùng An Khê có ý nghĩa quan trọng trong nhận thức về lịch sử vùng đất và về cuộc sống của tổ tiên chúng ta hàng chục vạn năm trước. Viện Khảo học đã phối hợp với các chuyên gia về thời đại đồ đá cũ của Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga tiến hành khai quật ở khu vực này. Chúng tôi đã xác nhận được một cụ các di tích thuộc sơ kỳ thời đại đồ đá cũ có tầng văn hóa ổn định, có đủ các điều kiện để chúng ta khẳng định về sự xuất hiện đầu tiên của loài người. Sau khi có kết quả thì chúng tôi cũng đã chủ động rà soát và định hướng cái vùng quy hoạch, đồng thời là cũng đã tuyên truyền đến toàn thể những nhân dân ở cái vùng mà có cái di tích khảo cổ. Trước mắt chúng tôi sẽ xác định là quản lý và sau này sẽ phối hợp cùng với tỉnh cũng như là các cơ quan có liên quan để mà có những cái định hướng cho cái việc là khai quật và nghiên cứu tiếp theo. Theo các chuyên gia khảo cổ học thì ở Tây Nguyên mùa khô là mùa thuận lợi nhất cho công việc khảo sát điều tra khảo cổ học. Ta sẽ đi khảo sát cả một khu vực rộng lớn, quan sát các cái địa tầng rồi là các cái vách dân người ta đào xẻ làm đường chẳng hạn, là những cái địa tầng nó ra rất là rõ ràng, và như vậy chúng ta sẽ có được một cái điều kiện để khảo sát tìm kiếm các di tích nó thuận lợi hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử cho biết, vào năm 2014, ông cùng với chuyên gia khảo cổ học Phan Thanh Toàn đã triển khai điều tra khảo cổ học ở khu vực thượng lưu sông Ba tại khu vực Gò Đá, thị xã An Khê, dựa vào hố đào rộng hàng nghìn mét vuông, sâu trung bình 3 mét, đã phát hiện được một số hiện vật đá có vết ghè đẽo của con người. Những công cụ đá quắc và quắc rít có vết ghè đẽo thô sơ, đặc biệt là công cụ ghè hai mặt còn nằm trong địa tầng nguyên vẹn, là cơ sở chính để các nhà khảo cổ học nhận định ở đây có vết tích cư trú của con người thời đại đá cũ. Khi mà phát hiện địa điểm này, chúng tôi cũng không nghĩ rằng là địa điểm nó lại cổ thế và cũng chưa hiểu niên đại của nó như thế nào cả. Bắt đầu nghiên cứu thì chúng tôi mới tạm xác nhận là đây là một trong di tích khảo cổ học có cái tổ hợp công cụ khác với tất cả các địa điểm sơ kỳ đá cũ mà chúng ta được biết hiện nay ở Việt Nam. Đây là một trong những phát hiện khảo cổ học mà rất quan trọng, mở đầu cho toàn bộ cái chương trình nghiên cứu hệ thống các di tích sơ kỳ thời đá cũ ở An Khê. Có thể nói một thời gian dài chúng ta đã không chú ý đến cái vùng đất Nam Tây Nguyên này. Và chính vì thế mà cái việc phát hiện cái sơ kỳ đồ đá cũ An Khê nó khá muộn màng. Chúng ta đã đi tìm một cái di chỉ đồ đá cũ trong cả cuộc đời. Và bây giờ thì người ta đã tìm ra được nó ở trên cái mảnh đất Tây Nguyên. Và tôi cho rằng đây là cái không chỉ cái niềm tự hào của người Việt Nam
của các nhà khảo cổ Việt Nam, mà là niềm tự hào của cả giới khảo cổ Đông Nam Á. Kể từ khi phát hiện di tích sơ kỳ đá cũ ở vùng An Khê năm 2014 đến nay, các nhà khảo cổ học Việt-Nga đã tiến hành rất nhiều đợt vừa khai quật, vừa điều tra tìm kiếm, vừa đào các hố thám sát khác nhau để xác định phạm vi phân bố các di tích sơ kỳ đá cũ An Khê. Trong các hoạt động này, các nhà khảo cổ đã phát hiện mới hàng chục địa điểm, thu thập bổ sung khá nhiều hiện vật có giá trị, phục vụ công tác nghiên cứu về sự tồn tại của người đứng thẳng Homo erectus trên vùng đất An Khê, thuộc giai đoạn tối cổ của loài người, có niên đại từ 70 đến 80 vạn năm về trước. Mấy ai mà nhận ra được những cái công cụ một bằng đá cũ như thế này rất khó. Mình phải biết được những cái vết mà con người đập nó khác với con vết vỡ tự nhiên như thế nào. Nếu như nó vỡ tự nhiên thì nó có thể là một nhát, hai nhát. Nhưng mà do cái con người tạo ra thì họ tạo thành một cái rìa liên tục, những cái vết vỡ liên tục để nó tạo thành một cái mũi hoặc là một cái rìa lưỡi. Khi nghiên cứu ở cái vùng thung lũng An Khê này, chúng tôi phát hiện ra một cái quy luật. Đó là nơi nào mà chúng tôi tìm thấy được những cái nguồn nguyên liệu bằng đá quặng zít. Đây là cái nguồn nguyên liệu chính để cái cư dân cổ họ sử dụng làm những cái công cụ lao động. Và những cái hòn đá như thế này thì chúng tôi dễ dàng tìm thấy những cái di chỉ xung quanh đấy. Các nhà khoa học cho biết, trong quá trình điều tra nghiên cứu thực địa, việc phát hiện ra những viên đá có dấu vết gẻ đẽo, chế tác có hệ thống của con người, chính là những dấu hiệu đầu tiên về khả năng tìm thấy di tích hay nơi con người cư trú, sinh sống và để lại dấu tích văn hóa của mình trong lòng đất. Cái vệt quậy đây và những cái công cụ của người nguyên thủy nằm ở đây. Và khi nó được găm vào đây thì có nghĩa rằng ở đây có công cụ. Các nhà khảo cổ sẽ đánh một cái dấu nhân vào đây để ngày mai sẽ có người đến sẽ đào ở chỗ này. Việc mở các hố thăm dò trước khi khai quật là một phương pháp hết sức quan trọng đối với khảo cổ học. Các hố thăm dò giúp cho các nhà khảo cổ học bước đầu khám phá, tìm hiểu xem bên trong lòng đất có những gì. Mặt khác, việc mở các hố thăm dò này sẽ tạo ra những lớp địa tầng chuẩn. Từ việc xác định địa tầng chuẩn đó sẽ giúp việc đào mở rộng hố khai quật cũng như định hướng đào các lớp sâu hơn tiếp theo mà không bị phạm vào những lớp cư trú của con người. Tình trạng thường gặp phải nếu như mở hố khai quật ngẫu nhiên, không thăm dò, rất dễ thất bại. Những cái rủi ro trong khảo cổ học rất nhiều. Chính những cái cuộc đào thăm dò nhỏ như thế này là để hạn chế mức độ tối đa cái rủi ro trong các cái hố khai quật khảo cổ. Dựa trên kết quả thu được từ những hố thăm dò và cấu tạo mặt cắt địa tầng chuẩn, các nhà khảo cổ học bắt đầu nghiên cứu, thảo luận và phác thảo ra một chương trình khai quật cụ thể cho từng hố khai quật, với hy vọng thu được kết quả tốt nhất về phân bố di vật, về diễn biến địa tầng văn hóa, về tính chất và niên đại của hố khai quật của di tích. Trên cơ sở địa tầng này, chúng tôi xác nhận rằng là ở đây có vết tích cư trú của con người. Đặc biệt là khi mà đã phát hiện ở đây những cái công cụ lao động rất là cổ xưa bằng đá quắc zít, đá quắc và ghè đẽo thô sơ tạo ra những cái chopper rồi những cái mũi nhọn. Đây là những cái công cụ mà của con người. Mục đích hướng tới của các nhà khoa học trong những lần mở hố khai quật là thu thập tối đa những thông tin còn ẩn sâu dưới lòng đất như cấu trúc địa tầng, phân bố di tích, di vật, diễn biến di vật trong độ sâu, các hiện tượng đặc thù trên bình diện hố khai quật, những thứ mà quá trình thăm dò không thể phát hiện được. Việc quan sát, ghi chép, chụp ảnh giúp cho việc lập hồ sơ khai quật của từng hố, từng di tích. Đây là một trong những bước vô cùng quan trọng đối với công tác khai quật khảo cổ học. Bởi vì từ hồ sơ khai quật, người đọc có thể hình dung đầy đủ quá trình hình thành, phát triển, tính chất, niên đại và các diễn biến chính của di tích. Các miêu tả kèm bản vẽ chi tiết, các bản ảnh đặc tả là tài liệu bằng chứng khách quan, trung thực quá trình khai quật. Mỗi hiện vật thì khi mà mình phát hiện mình đều phải làm sạch và giữ nguyên cái vị trí của nó. Sau đó thì mình phải chụp ảnh để ghi nhận cái hiện trường so với các cái hiện vật khác nếu mà có. Cần phải ghi những cái số liệu về mặt tọa độ, về lớp văn hóa, về độ sâu. Nhờ vào hồ sơ khảo cổ học được lập chi tiết, khi nghiên cứu các nhà khoa học có thể biết được hiện vật đó nằm ở độ sâu nào, tọa độ bao nhiêu,
và nó nằm bên dưới hay bên trên hiện vật khác. Những hiện vật nằm ngang với nó thường có niên đại đồng thời. Những hiện vật nằm dưới nó chắc chắn phải là cổ hơn. Nhờ đó, họ xác định được chính xác thông tin cần tìm hiểu về di tích. Từ năm 2016, khai quật gò đá ố 3 lớp 1 tọa độ C2 và hiện vật đầu tiên tìm thấy là số 1. Và như vậy ta đã biết được cái lớp này nó nằm ở độ sâu bao nhiêu, tọa độ bao nhiêu, và như vậy chúng ta có được một định vị nó trên cái bản đồ. Sau này có thể khai quật hết cái di chỉ gò đá này và chúng ta biết được rằng cái cư dân người ta cư trú chủ yếu ở phía cao hay phía thấp hay ở giữa gò. Và đây cũng là một trong cái quan trọng để tìm hiểu cả những cái vết tích kiến trúc ở trong cái khu vực này nữa. Và đồng thời cũng là những cái tư liệu để cho những thế hệ hôm nay và mai sau, những người chưa có điều kiện đến đây, người ta có thể nghiên cứu, người ta biết được sự phân bố của di tích này. Đây là một trong cái tư liệu cực kỳ quan trọng đối với khảo cổ học. Những phát hiện ban đầu của các nhà khoa học Việt Nam về di tích sơ kỳ đồ đá cũ ở An Khê năm 2014, sau khi được công bố, đã thu hút được các nhà khoa học của Viện Khảo cổ học, Dân tộc học Novosibirsk, Viện Hàn lâm khoa học Cộng hòa Liên bang Nga. Trong đó có viện sĩ Anatoly Derevyanko, một trong những chuyên gia khảo cổ học sơ kỳ đá cũ hàng đầu thế giới. Với sự hợp tác chặt chẽ của các nhà khoa học Cộng hòa Liên bang Nga, liên tục trong các mùa điển giã 2015, 2016 và 2017, nhiều địa điểm mới ở vùng An Khê được phát hiện. Nhiều địa điểm ở đây đã được khai quật theo đúng phương pháp khảo cổ học hiện đại. Chúng tôi đã bắt đầu các cuộc khai quật trên vùng đất An Khê. Tuy mới là những cuộc khai quật ban đầu, nhưng đã hé lộ cho chúng ta rất nhiều về các dấu vết văn hóa của những cư dân cổ xưa nhất của thời đại sơ kỳ đồ đá cũ ở đây. Công cụ lao động phát hiện được ở đây chính là những công cụ lao động của người đứng thẳng. Đây chính là tổ tiên sinh ra những người khôn ngoan như chúng ta bây giờ. Đây là những cư dân đã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Những tư liệu thu được ở đây khẳng định rằng đã có người đứng thẳng đến đây từ rất sớm. Có thể nói, kết quả ban đầu của cuộc khai quật này, chúng ta đã thu được một địa tầng nguyên vẹn và những hiện vật rất đặc trưng. Ta sẽ nhìn thấy luôn ở đây những công cụ lao động nằm trong tầng văn hóa mà con người cư trú nơi đây. Những hiện vật thu được trong các hố khai quật không phải là nhiều, nhưng nó rất quan trọng bởi nó có những dấu vết khẳng định đây là do con người tạo ra. Chính tổ hợp công cụ nằm trong địa tầng nguyên vẹn cho chúng ta một cách nhìn khác về một giai đoạn hình thành và phát triển của thời đại sơ kỳ đá cũ ở đây. Có thể nói đối với chúng tôi, đây là một trong những tư liệu hết sức quan trọng. Những di vật thu được ở An Khê trong quá trình khai quật được các nhà khoa học tập trung phân loại để phục vụ công tác nghiên cứu tiếp theo. Các chuyên gia khảo cổ học cho biết, các di vật phát hiện được tại các địa điểm khai quật ở An Khê rất phong phú và đa dạng. Với hơn 700 di vật, gồm rìu tay, mũi nhọn tam diện, công cụ ghè hai mặt, nạo, chày, hòn ghè, mảnh tước. Điều đặc biệt là các di vật nói trên tìm thấy trong tầng văn hóa, nằm lẫn cùng các mảnh thiên thạch, tách tít. Tầng văn hóa vốn là lớp phong hóa tại chỗ của đá granite được bảo tồn khá nguyên vẹn. Do vậy, các mảnh thiên thạch ở đây là cơ sở để xác định niên đại cho các di tích này ở An Khê. Tại sao mà em bảo các anh là phải dùng cái cuốc mà đập nhuyễn ra? Tại vì có cái những cái hòn to như thế này thì chúng ta có thể tìm được, nhưng những cái hòn bé như thế này thì không thể nào tìm được, thì phải dùng cái cuốc đập nhuyễn ra mình xem coi nó có. Tại vì cái này nó rất quan trọng là có thể định được cái niên đại của cái di tích này, cho nên phải chú ý cực kỳ cẩn thận. Tại vì cái đá này nó rơi từ vũ trụ nó vào, ban đầu thì nó to, có thể là nó to hơn cả cái trái đất mình đó. Nhưng nó bay từ vũ trụ nó cháy nó vào, đến khi đây nó còn có bao nhiêu đây thôi. Từ muôn đời nay, sông Ba được mệnh danh là con sông lớn duy nhất ở Tây Nguyên đổ ra Biển Đông. Sông Ba đã ban tặng cho cộng đồng cư dân sống ở đôi bờ tất cả những sản phẩm quý giá nhất của vùng chuyển tiếp từ cao nguyên xuống đồng bằng, biển đảo. Nơi đây, trên đất An Khê, tỉnh Gia Lai, lòng đất thượng lưu sông Ba còn lưu giữ một di sản văn hóa cổ xưa và đặc sắc của nhân loại. Di sản mà các tiền nhân để lại cho chúng ta hôm nay chính là 21 địa điểm vừa tìm thấy nằm dọc đôi bờ sông Ba trên các gò đồi gợn sóng, vốn là thung lũng An Khê, với độ cao trên 450m so với mực nước biển. Tiêu biểu cho các địa điểm ấy là các rộc hay khe suối mang tên Rộc Tưng,
Rộc Hương. Việc phát hiện ra các di tích khảo cổ An Khê ở dọc sông Ba không nằm ngoài quy luật chung là các nền văn minh lớn trên thế giới đều gắn với các dòng sông. Riêng cái trũng An Khê là người ta tính rằng là nó phải cỡ khoảng hơn 1.300 cây số vuông. Một cái khoảng đất bằng phẳng rộng rãi như vậy, chúng tôi liên tưởng đến một thảo nguyên, một cái đồng cỏ, rồi là hệ động thực vật hoang dã rất là phong phú để người ta có thể săn bắn hái lượm, có rất nhiều các cái cuội tảng thạch anh rắn chắc để mà người ta có thể làm công cụ lao động. Nó là một cái bối cảnh rất là phù hợp cho người tiền sử người ta sinh sống ở đấy. Cái lòng hồ thủy điện An Khê bây giờ nó giống như là một cái thung lũng mà ngày xưa lúc con người đang khai phá cái vùng này, xung quanh là những cái đầm lầy. Chúng tôi hầu như tìm thấy được những cái di tích ở những cái bán đảo. Họ sẽ chọn những cái địa điểm rất là thuận lợi. Ví dụ như họ ở đấy, họ có thể khai thác được những cái nguồn lợi, ví dụ như từ cái thủy sản này. Rồi họ có thể phòng thủ được những cái thú dữ này. Đó là một cái điều kiện tự nhiên để con người có thể tồn tại và khai thác được những cái thực phẩm hàng ngày. Trong quá trình khảo sát, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra ở xã Xuân An, thị xã An Khê, một khu vực gồm nhiều gò đồi cao, liên kết với nhau thành một thung lũng bồn địa. Các tầng văn hóa gần như vẫn còn nguyên vẹn, được bảo tồn trong trạng thái tốt. Khi mở rộng diện khai quật, đoàn nghiên cứu đã phát hiện ra được nhiều loại công cụ lao động bằng đá, trong đó có rìu tay, các vật dụng trong sản xuất sinh hoạt hàng ngày. Các vật dụng này phân bố trong một địa tầng dày ở các địa điểm khác nhau, chứng tỏ sự có mặt của một cộng đồng người nguyên thủy ở An Khê trong một thời gian rất dài và rất cổ xưa. Với giới khảo cổ học, đây là một phát hiện mang tính lịch sử. Có thể khẳng định rằng An Khê là một trong những cái nôi của loài người. Trong các đợt khai quật, các nhà khảo cổ học Việt Nga còn phát hiện trên mặt bằng tầng văn hóa Rộc Tương 1 có hiện tượng tập trung thành các cụm, gồm các mảnh đá thạch anh, các tảng cuội sông. Trong đó có lần cả công cụ lao động và các mảnh tách tít nằm cùng với nhau. Điều này gợi ra một kiến trúc cổ xưa nào đó của con người liên quan đến mặt bằng nơi cư trú. Chính cái trên cái bề mặt của cái lớp đất mà chúng ta bắt đầu chạm đến cái tầng văn hóa mà chúng tôi tìm thấy rất nhiều cái hiện vật của cái cư dân cổ. Đây là cái bề mặt không bằng phẳng như ở trên. Từ những cái vị trí như thế này, có chỗ lồi, chỗ lõm, có chỗ cao, chỗ thấp. Đó là cái mặt bằng nguyên trạng của ban đầu mà cái gò đất này hình thành. Mà trên những cái gò đất này có khả năng là họ mang về những cái vật liệu như là những cái mảnh đá cuội nhỏ. Họ rải lên và họ tạo thành một cái nền để mà họ cư trú. Và trong những cái nền đó thì chúng tôi tìm thấy rất nhiều cái hiện vật mà của cư dân để lại. Trong các hố khai quật ở An Khê, bên cạnh công cụ lao động bằng đá, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một khối lượng lớn các mảnh tước, hạch đá, hòn ghè, đá nguyên liệu. Điều này đã khiến cho nhóm nghiên cứu hướng tới nhận định rằng nơi đây không chỉ là điểm cư trú mà còn là nơi chế tác công cụ, dạng di chỉ xưởng. Phát hiện này đã làm thay đổi định đề lâu nay cho rằng người xưa kỳ đá cũ chỉ chế tác công cụ đá khi nào cực kỳ cần thiết và công cụ họ làm ra đều mang tính nhất thời, vạn năng. Tổ hợp công cụ, kỹ thuật chế tác ở đây nó phản ánh một cái giai đoạn đầu tiên của nhân loại khi con người bắt đầu tiếp xúc biết chế tác công cụ ở đây. Và như vậy đây mới là cái yếu tố quan trọng để các nhà khảo cổ học khẳng định đây là di tích sơ kỳ đá cũ. Từ những tư liệu thu được trong cuộc khai quật mới nhất vào năm 2017, bước đầu các nhà khoa học đánh giá đây là các di tích cư trú và là nơi chế tác công cụ đá của người đứng thẳng. Thời đó, ở khu vực gò đồi cao như Rộc Tương 1, người nguyên thủy đã biết cải tạo ít nhiều mặt bằng nơi cư trú để dựng lều trại, sử dụng đá tự nhiên, tôn nền, chống lầy lội vào mùa mưa. Trong khi đó, ở các điểm thấp ven sông suối như Rộc Tương 4, con người dễ dàng khai thác nguyên liệu, đưa về lưu lại nơi có mặt bằng lồi lõm. Ở đó, mật độ tập trung rất cao, không chỉ đá nguyên liệu, mà cả những hạch cuội, hòn ghè, đặc biệt là mảnh tước. Đây là bằng chứng về điểm cư trú, chế tác công cụ, trong đó yếu tố xưởng chế tác khá rõ nét nổi trội. Nếu như những giả thuyết trên của các nhà nghiên cứu là chính xác, thì đây là một trong những phát hiện lý thú về thành tựu văn hóa cổ xưa của nhân loại, về một dạng kiến trúc nơi ở nguyên thủy nhất của nhân loại, cũng như xuất hiện các điểm chế tác công cụ nổi trội trong từng cụm dân cư. Không phải nhất thiết là nhiều công cụ ở đây mà cái nhóm cư dân nó đông,
mà phải hiểu rằng họ khai thác theo những cái gò đất xung quanh. Quá trình họ khai thác chủ yếu là họ đi khai thác săn bắn và hái lượm, chỗ nào nó hết thì họ chuyển sang một cái gò khác, và cái gò đó nó lại hết thức ăn thì họ chuyển qua một cái gò khác. Cứ như thế họ cứ đi quanh quanh cái thung lũng An Khe và họ tìm thức ăn liên tục như thế. Cho nên họ khi họ đi đến cái địa điểm nào thì họ dùng đá, họ tạo thành những cái công cụ, sau rồi họ là vứt lại đấy, họ đi sang một cái địa điểm khác, họ có thể cũng làm như thế. Và cái quy luật là họ cứ sống xung quanh cái khu vực này và khai thác thức ăn. Trong suốt hơn 10 năm qua, các chuyên gia khảo cổ học của Viện Khảo cổ học và Dân tộc học Novosibirsk, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga đã giúp chúng ta rất nhiều về phương pháp điều tra thăm dò, khai quật khảo cổ học. Đặc biệt lần này, đối với các di tích sơ kỳ đồ đá cũ ở An Khê, các chuyên gia Nga đã hỗ trợ chúng ta trong việc phân tích niên đại theo phương pháp OSL, là những phân tích về sự phóng xạ của các yếu tố đá thạch anh hay phương pháp phân tích kali argon từ các mẫu tektit mà ở Việt Nam không có điều kiện để làm. Cho đến nay, ở các di tích khảo cổ học sơ kỳ đồ đá cũ ở An Khê, các chuyên gia khảo cổ học Việt Nga đã khai quật và tìm thấy rất nhiều công cụ gài hai mặt. Trong đó tiêu biểu nhất là 4 chiếc rìu tay rất đẹp và được chế tác bởi con người. Khi so sánh đối chiếu với những chiếc rìu tay tìm thấy ở các địa điểm sơ kỳ đá cũ khác trên thế giới, các nhà khảo cổ cho rằng rìu tay An Khê mang đặc trưng rìu tay sơ kỳ đá cũ Acheleon, đặc biệt giống với rìu tay địa điểm Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc, nơi có hai niên đại tuyệt đối làm từ các mảnh tektit cho niên đại khoảng 700.000 đến 800.000 năm cách ngày nay. Lucia. Самое красивое то, что находилось. Có lẽ đây là một trong công cụ đẹp nhất. Профессор нашел самое лучшее. Ba. Đây là một trong cái công cụ đẹp nhất hiện nay mà chúng tôi tìm thấy ở cái khu vực này. Có thể nói đây là một cái rìu tay Rubila. Вот, ta có thể thấy được đây. Ngay đây cho các bạn xem. Самое тонкое, посмотрите, как. Cái quan trọng nhất là nó ghè cả hai mặt và nó tạo đây. Lúc đầu cứ nghĩ rằng mặt này nó là cuội nhưng không phải, là nó ghè hai mặt. Ui giời ơi, quá đẹp các bạn ạ. Về mặt hình dáng nhá, các bạn thấy nó cân đối không nào? Cân đối không nào? Những cái vết ghè cả hai bên vào, mũi nhọn. Đấy, bên này cũng thế, nó ghè đi và nó tạo ra một lớp mỏng từ trên này xuống dày dần. Cái quan trọng nhất là nó có một cái phần cuội đây để cầm vào tay rất là phù hợp. Mà cái này chỉ có những người nguyên thủy, những người Homo erectus chúng ta mới làm được cái đẹp thế này, những người chuyên làm đá. Những phát hiện hệ thống các di tích sơ kỳ đá cũ ở An Khê, Việt Nam, cùng các phát hiện di tích người thẳng đứng ở Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, Việt Nam, một loạt các di tích hóa thạch, người Pitekan Troput trên đảo Java, Indonesia, người thẳng đứng Bắc Kinh và di tích sơ kỳ đá cũ Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc, là bằng chứng khẳng định Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Đông Á, cũng là nơi hình thành và phát triển của người thẳng đứng, tổ tiên trực tiếp của người hiện đại Homo sapiens. Những phát hiện kỹ nghệ sơ kỳ đá cũ An Khê và niên đại của nó là bằng chứng về con đường chuyển cư của nhân loại, về sự tương thích của con người với môi trường và những nét đặc trưng văn hóa của mỗi khu vực ngay từ thuở bình minh của lịch sử. Cuộc khai quật ở An Khê thì hiện nay chưa kết thúc, vẫn đang tiếp tục được phối hợp giữa các nhà khảo cổ Việt Nam và nhà khảo cổ Nga. Nhưng cái ý nghĩa của việc phát hiện và nghiên cứu các cái di tích sơ kỳ đồ đá cũ ở An Khê là vô cùng to lớn. Thứ nhất, nó khẳng định rằng ở Việt Nam và ở Đông Nam Á có những cái di chỉ có niên đại sơ kỳ đồ đá cũ điển hình. Những cái công cụ sơ kỳ đồ đá cũ ở An Khê đẹp đến mức thậm chí có nhà khảo cổ học đề nghị đưa nó vào sách giáo khoa thế giới. Cái giá trị thứ hai là có thể làm thay đổi nhận thức của giới nghiên cứu tiền sử học thế giới về cái sự tồn tại và về con đường phát triển của lịch sử loài người. Chúng ta biết rằng là trước kia thì người ta vẫn cho rằng ấy, cái phát triển về cái người hiện đại đầu tiên ấy là nó từ châu Âu xuống. Nhưng bây giờ với cái phát hiện ở An Khê thì cái sự nhìn nhận này phải thay đổi lại. Nó từ Đông Nam Á đi lên. Kể từ khi phát hiện di tích sơ kỳ đá cũ đầu tiên ở vùng An Khê năm 2014 đến nay, các chuyên gia khảo cổ học Việt Nga liên tục tìm kiếm, khai quật, nghiên cứu các địa điểm mới, đã phát hiện được hơn 20 địa điểm sơ kỳ đá cũ
trong vùng gò đồi thung lũng An Khê. Những công cụ này mang đặc trưng một kỹ nghệ sơ kỳ đá trên thế giới. Chúng nằm cùng các mảnh tách tít, có niên đại tuyệt đối khoảng 80 vạn năm. Đối với giới khảo cổ học, đây là một phát hiện mang tính lịch sử. Bằng chứng khẳng định rằng An Khê, Việt Nam là một trong những cái nôi của loài người.